Sáng qua, ngày 26 tháng 2, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắc đã đến thăm, chúc mừng các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Thay mặt đoàn công tác, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc Bùi Văn Cường trân trọng ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân và phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Chia sẻ với những khó khăn của những đơn vị y tế, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc mong muốn thời gian tới lãnh đạo các đơn vị y tế tiếp tục chỉ đạo động viên để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần lương y như từ mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân tuân thủ trách nhiệm đảng và nhà nước giao phó